gỗ Ngọc Am Hà Giang khi làm lên tranh gỗ sẽ như thế nào? Đầu tiên là hương thơm gỗ rất là ngọt ngào, thơm đến tận cuối làng. Hương thơm của loại gỗ Ngọc Am Hà Giang này mang tính ấm, nhẹ, vị nồng chứ không hắc. Loại gỗ Ngọc Am Hà Giang sống ở núi Hoàng Su Phi với thời tiết rất là khắc nghiệt nên rất là nhiều dầu. Màu sắc của gỗ sẫm đỏ hoặc sậm vàng chứ không phải là màu trắng ngà giống như là pơ mu. Chất gỗ quánh, mịn, không bị xốp, bở giống như là Ngọc Am Lào hay còn gọi là gỗ sa mu. Tinh dầu ở bên trong lõi gỗ đùn ra ướt cả bản vế mẫu khi mà chúng tôi dán lên tranh để đục. Các cái thớ gỗ thì sóng, vân gỗ tỏa ra khắp mặt tranh rất là đều. Dù rằng phôi gỗ có dày 5 hay 10cm thì khi đục xuống ở bên dưới cái lượng vân gỗ cũng vẫn được giữ nguyên như vậy. Đặc biệt là dù mặt gỗ bị khô do quá trình đục hoặc là tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên thì một thời gian sau cái lượng tinh dầu của gỗ cũng lại đẩy ra tiếp làm cho mặt gỗ ướt hơn. Và với một số đặc điểm lưu ý như này thì sẽ rất là mong có thể giúp ích cho quý vị để chọn được một phôi gỗ chuẩn Ngọc Am Hà Giang.